Happy New Year tất cả quý vị. Hôm nay mùng 1 Tết, Đức Tiến đang mặt tại cửa hàng Trầm Hương Nguyễn nằm bên trong thương sát phố Độc Thọ miền Nam California, Hoa Kỳ. Và hôm nay Đức Tiến và Trầm Hương Nguyễn sẽ đón tiếp rất nhiều anh chị em nghệ sĩ đến đây, các khách hàng đến chung vui và chúc Tết ngày mùng 1 Tết và cũng như là được hái lọc bên cây mai vàng tài lộc tại nơi đây. Bà chủ chuẩn bị như thế nào rồi? À, từ sáng giờ thì cũng có rất nhiều người khách hàng cũng hái lộc rồi cũng có nhiều anh chị em nghệ sĩ giống như là anh ca sĩ Nguyễn Tâm cũng mới vừa hái xong à, và Hương Nguyễn thông báo cái là đầu Phong Lê đạo diễn Phong Lê là người hái thứ hai thôi mà đã hái được tận trăm đô ở rồi trăm đô không vậy không có em treo em còn không biết ở đâu nữa giờ <laughs> dạ, tới anh Tiến hái nè. ok lấy à, cái này đây nha không biết luôn, để lại rồi cái gì dạ, móng rồi cả... <laughs> dạ, chưa có coi mà dạ thưa quý vị em là đức tiến sau khi hát lọc xong ra em còn tiến mà mất chữ đức <cười> <cười> là hai tỷ <laughs> rồi cũng là may mắn nhất nước mỹ rồi đó <laughs> Ê, thêm chiều thêm chiều chào mừng